Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ luyện thi quốc tịch Hàn Quốc, đoạn văn số 6 và các câu hỏi. Xin mời chúng ta bước vào bài học. Chân người đô bóp. Bóp là gì các bạn? Bóp là lục. Chân người rốt tà là về công bằng hay là công bình hay là công chính. Rồi các bạn sẽ đọc đến đoạn văn nha. Chicken and Gerson, Hàn Quốc ngày xưa, hamge sara ganen saram 기본적으로 지켜야 한 태도이다. Việc giữ luật là gì là phải, đây là một cái thái độ, theo tôi là thái độ giữ căn bản của tất cả mọi người đang sống ở tại Hàn Quốc. Giữ luật là điều là một cái thái độ căn bản nhất của những người sống tại Hàn Quốc. Cho nên điểm thứ nhất á, mà các bạn biết là ở tại Hàn Quốc thì việc giữ luật là cái điều mà căn bản nhất, đúng không? Tiếp tục, Hàn Quốc에서 생활하는 외국인들도 법을 잘 지켜야 한다. Và những cái người mà người nước ngoài thì cũng phải giữ luật khi sinh sống ở tại Hàn Quốc. Không chỉ người Hàn mà thôi, mà tất cả những người nước ngoài thì khi ở Hàn Quốc thì phải giữ luật. Cho nên quan trọng là phải giữ luật. Rồi, bóp bê chai chi kim mưu đồ sơ sư sư đô e quản lý và thả đơn xa ra mê quản lý rế tờ chai bó chăng hắn suy ta nâng có tố kiếc hay à hành ta. Từ đây đến đây ha. Việc mà giữ luật như vậy á, thì không chỉ có là quyền lợi của bản thân mà còn là quyền lợi của những người người khác. Cho nên đây là một điều chúng ta phải nhớ. Cho nên điều thứ hai, điểm nhấn thứ hai đây mà chúng ta học đó là giữ luật là không chỉ bảo vệ chính quyền lợi của mình mà thôi, nhưng mà bảo vệ quyền lợi của người khác nữa. Và điều này chúng ta phải nhớ. Ví dụ như khi mà đi ra đường gặp đèn đỏ, thì nếu mà chúng ta thấy đèn đỏ thì chúng ta sẽ đứng lại, đúng không? Và khi mà chúng ta đứng lại như vậy á, thì những cái người bên bên đường bên kia á, thì họ mới đi đường bên đường xanh của họ thì không bị gì hết. Rất là ai cũng mình cũng có lợi mà họ cũng có lợi. Mà nếu mình vi phạm đèn đỏ thì sao? Là mình bị lỗi, đúng không? Thì người ta đèn xanh thì người ta đi tới đây, mình mà đèn đỏ mình phóng nữa thì sao, dễ gây tai nạn, mà gây tai nạn thì ảnh hưởng mình rồi ảnh hưởng người khác nữa. Cho nên cái việc mà giữ luật là một việc rất là quan trọng, không chỉ quyền lợi cho mình mà thôi, nhưng mà cũng là bảo đảm cái quyền lợi cho người khác. Rồi tiếp theo, sơ huynh thích biên si sơ cho cu sơ cho tôi nghe ít nên tê bớp vô nề nến chân y ế dơ xin sang y ít tà chân y dơ xin sang ngân ô nền này hăng gu kê bớp bí chú cú hà nến mô sơ bớp sang chín hà cô ít tà. Cái có một cái tòa án gọi là Đại Pháp Viện hay là cái tòa án tối cao á, Đại Pháp Viện này thì nó ở đâu ạ? Nó ở cái địa chỉ đó là Seoul, quận Sơ Chô. Và cái tòa án này có cái gì? Có nữ thần, có cái tượng nữ thần công lý. Cái tượng nữ thần công lý này á là ngày nay luật pháp Hàn Quốc đang theo đuổi mua sắm cái theo đuổi cho cô là theo đuổi cái hình hình mô sức là cái hình ảnh hay là theo cái biểu tượng ha, theo cái biểu tượng đó.
mà cái cho nên là cái điểm thứ ba là cái tòa án Tây Bắc Quân này á, tòa án tối cao này á, hay là tòa án lớn này á, mà nó ở đâu? Đã, nó ở tại Seoul đúng không? Và cái tượng nữ thần công lý này á, thì đây là một cái biểu tượng mà người luật pháp của Hàn Quốc đang theo đuổi. Mà cái biểu tượng này có ý nghĩa gì thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Chân ươi ươi là chân ươi y cũng được ha, chân ươi hay là chân y y hay là chân ươi ươi. À, do xin sang ngân hân son nè nên châu rứ thả đơn hân son nè bấp cho nên mạng tử cô ít sư mẹ tu nôn nế tư cô ít tà. Bây giờ mình đến cái tượng nữ thần công lý này á, thì một tay á là cầm cái cân, châu là cân, còn một tay khác á thì cầm bộ luật, và hai con mắt thì mở to ra. Cho nên điểm thứ tư mà mình điểm mà mình học quan trọng ở đây đó là nữ thần thứ nhất là cái tay, một tay là cầm cân, một tay là cầm bộ luật, và hai mắt thì mở ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với ý nghĩa từng phần. Ví dụ như là bóp cho nên bộ luật á, thì nó như thế nào? Nukuna bóp bê ta ra khung chân ha kê chê phân hân ta nến có sư tích ha mèo. Đó, có nghĩa là cái bộ luật á thì sao, thì có cái ý nghĩa đó là chê chê phan nha các bạn, chê phan là phán quyết một cách công chính, là công bằng theo luật. Nghĩa là khi mà cái bộ luật này có cái ý nghĩa đó là khi mà phán xử bất cứ ai cũng cũng phải xử lý một cách công bằng. Rồi còn cái đối với cái cân, cái cân ý nghĩa là gì? Các sa châu rừng các sa ra mê khoan li na chai chai một chế ôn ba đưa kế phân tan ha kết tà nên tích si tà. Cái ý nghĩa của cân này á là phán đoán một cách chính xác, không có sai sót về cái quyền lợi của mỗi người. Các sa đam là mỗi người. Và cứ đi cô tu nu nâng tư cô ít nâng co sinh sao hê chốt giặc cha rê chốt cấp chốt tu rô tốt kết tàn nến ươi mi rê tam cô ít tà. Và hai con mắt mở to ra đó, mở ra đó thì có ý nghĩa, có hàm chứa có ý nghĩa đó là giúp đỡ tích cực với những người yếu thế, hay là những người mà yếu thế trong xã hội, yếu thế những người ví dụ người nghèo chẳng hạn, hay là những người gì đó mình sẽ giúp đỡ những người đó. Không có người giàu thì không có cậy quyền lợi, không có cậy quyền để mà che đậy cái tội phạm của người giàu, nhưng mà thật ra cái con mắt này thì để mà xem kỹ ý nghĩa đó là giúp đỡ tích cực với những người dắt cha, những người cô thế, hay là những người yếu thế, những người yếu trong xã hội, hay là giai cấp tầng lớp thấp trong xã hội. Cho nên ý nghĩa thứ năm mà chúng ta được học á, thì cái phần ý chính ở đây là thứ nhất là có ba cái ý nghĩa đúng không? Ý nghĩa thứ nhất là bộ luật á, thì sao? Phán đoán một cách công chính. Thứ hai là hay là công bằng. Cái thứ hai đó là cái luật này á, cái cân này á thì phải phán đoán một cách chính xác. Và thứ ba nữa đó là cái hai con mắt tượng trưng cho có thể giúp đỡ những tích cực, những người dắt cha, những người cấp thấp, những người tầng lớp lớp thấp, hay là những người yếu đuối, hay là những người nghèo trong xã hội. Đó là năm điểm chính mà mình đã học. Câu số 1. Chân ơi y giờ xin sang nhì từ cô ít nên bất chân qua châu rồi cắt cắt mùa sư tích ham này cá. Cái tượng nữ thần công lý này á, thì cái bộ luật và cái cân này có ý nghĩa gì thì bạn hãy giải thích. Thì lúc nãy mình đã giải thích ở trên rồi đúng không? Cái bộ luật thì nói về gì, nói về một cách công chính. Mình sẽ trả lời đó là bóp cho nên nu cu na bóp về ta ra cung cho nga kê chê phan hân ta nên có sân tất ha mìa châu đơn cắt
사람의 권리나 찬찬 멋을 올바르게 판단하겠다는 뜻입니다. Cái bộ luật này á là để mà cái ý nghĩa là đó là phán đoán công chính công bằng theo luật cho bất kỳ ai. Và cái căn á có ý nghĩa đó là phán đoán một cách chính xác, không sai lầm để không bị mất cái quyền lợi của người khác. Rồi câu số 2, 정의의 여신상이 두 눈을 뜨고 있는 이유는 무엇입니까? Cái tượng nữ thần công lý này á là hai con mắt mở ra có ý nghĩa gì? Thì mình trả lời đó là 사회적 약자를 적극적으로 돕겠다는 의미를 담고 있습니다. Hàm chứa cái ý nghĩa đó là giúp đỡ tích cực những cái người yếu thế, những người tầng lớp nghèo trong xã hội. Rồi tiếp tục câu số 3. 대법원이 위치는 한 곳은 어디입니까? Cái vị trí cái tòa án 대법원 này ở đâu? Đại tòa án hay là tòa án tối cao? Thì tòa án tối cao gọi là 최고법원. 최고 là tòa án tối cao, còn 대법원 thì giống như là đại thôi, cái tòa án cũng lớn. Thì có thể hiểu vậy cũng được ha. Đó là 서울 특별시 서초동에 있습니다. Câu số 4. 정의의 여신상은 무엇을 상징합니까? Cái tượng nữ thần công lý này có cái biểu tượng gì? Biểu tượng gì? Thì mình trả lời đó là 오늘날 한국에 법이 추구하는 모습은 상징하고 있습니다. Ngày nay thì theo luật Hàn Quốc thì họ đang theo đuổi cái biểu tượng của nữ thần tự do. Vì nãy giờ chúng ta có nói là nữ thần tự do là cầm cái cân, cầm bộ luật, rồi hai con mắt mở ra, hàm chứa cái ý nghĩa rất là quan trọng, là phán đoán và sự phán đoán một cách chính xác và sự một cách công bình và giúp đỡ những người cô thế. Rồi đó là những cái câu hỏi động văn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số câu hỏi trả lời trong phần thi quốc tịch nha. Câu hỏi thứ nhất, 화랑 제도는 인재 양성, 인재 양성, 석굴암, 불국사, 다부탁 등에 어느 나라 있습니까? Cái chế độ Hwarang này á thì đã nuôi dưỡng những tài năng trẻ, và cái tại đây nó có một cái sukuram, có một cái hang động, nó có trong đó có tượng Phật ở trong đó, rồi có Obui Kusa, Tabo Tháp vân vân. Thì cái này cái này á thì nói về cái đất nước nào ở trời trong thời Tam Quốc á, đất nước nào thì đó là Shinla, đúng không? Shinla người ta, đất nước Shinla. Hồi kia chúng ta có ba nước. Thứ nhất đó là Kokuria. Hai là đất nước chỗ này ở chỗ này là Shinla, và một cái nữa đó là Beche, chỗ này là Beche. Chúng ta nhớ ba nước đó. Tiếp tục câu số 2. Kiwonjon 2330년 10월 3일 단 군왕금이 최초의 민족 국가인 고조선을 세운 것은 기념하기 위해 국경일로 제정된 날을 무엇이라고 합니까? Câu này rất là dễ đúng không? Ngày 3 tháng 10 năm 2233 trước Công nguyên á, thì để kỷ niệm cái ngày mà thành lập Triều Tiên cổ, thì là nhà nước đầu tiên thời kỳ Quang Tân Quân á, thì nhà nước đã ban hành một cái ngày lễ trong của quốc gia, đó là ngày gì? Đó ngày Kê Chân Chân niệm niệm tào, đúng không? Nhớ đúng, chúng ta nhớ cái câu này Kê Chân Chân. Cô rê rê xê un quang ngân nụ cùi mì cá, ai hay là vua nào đã xây dựng đất nước Korea? Đó là ông Quang Quang gì các bạn? Quang Cơn Im Nhi Ta. Quang Cơn Im Nhi Ta.
Câu hỏi số 4, Hàn Quốc kể sơ ô nhân mà ta cung minh từ đi sân cơ ế ư hề sân chú tế mỡ hàng trong bù hoa cúc ca rế tế phiêu hà nâng xa đà mấn nô cu im ni ca. Tại Hàn Quốc á, thì mỗi 5 năm thì người dân đi bầu cử và lựa chọn một cái người này là đứng đầu quốc gia và chính phủ. Vị này là ai? Thì đó là tổng thống rồi, rất là dễ. Tê thông nhân im nị tà. Tê thông nhân im nị tà. Câu hỏi tiếp theo. Udinara chân xích quốc hoa nên mùa xin nị cá. Cái quốc hoa của Hàn Quốc á, là của đất nước chúng ta. Đó là cái loại hoa gì? Đó là mu cung hoa im nị tà. Mu cung hoa im nị tà. Câu hỏi tiếp theo. Sam châm yên ưng tông tê thê cực kỳ nà nùa chú mẹo sĩ vi rì chi huy hà tà gà in bôn gô nế chê phô tê ơ xíp cú xê ơ rin nà yê thà mô kê xó mục sơ mân y rin dở sơn tông nếp ưng tông gà ế y rin mân mùa xin nì cá. Cái phong trào ngày 1 tháng 3 để và chỉ huy biểu tình và chia những cái lá cờ với nhau, và sau đó bị quân Nhật bắt ở tuổi 19 và sau đó giam vào ngục rồi sau đó chết. Thì cái phong trào độc lập này, cái nữ sinh này, cái người nữ này, cô gái này tên là gì? Đó là Yu Quan Sunimita. Yu Quan Sunimita. Câu hỏi số tiếp theo. Udinara Nambuk Hanul Thong Thuda Khasang Nopun Betusanimita. Cứ đơm Nam Hanesa Chế Nopun Sanul ở Tiimika. Đất nước chúng ta thì ở miền Bắc, Nam Bắc thì ở miền Bắc thì có cái núi cao nhất đó là núi Betusan. Còn ở Hàn Quốc thì cái núi cao nhất là núi gì? Thì đó là núi Hanlasan. Hanlasan Imita. Cái núi, nhưng mà đang nói về cái núi. Thì ở Hàn Quốc đây, cái Betusan này nó nằm trên này. Nên hiện tại này đang ở Triều Tiên đúng không? Còn cái Hanlasan đó, nó nằm ở Jeju các bạn. Nằm ở Jeju. Thì đảo ở Jeju này có cái núi cao nhất đó là Hanlasan. Đảo núi rất là cao. Tiếp tục câu số 8. Hàn Quốc có yêu ế ưng tông ngư đô mô rê bát thê sở tu sa ra mi sang đê băng y sa ba na hô đi hô đi nhé các bạn, hô đi chô mớ chấp cổ ta đi ế him quả kỳ xu lô sang đê băng ế tăng ế nơ mơ tu đi nơ nô đi nơ rê bùa si ra cô hàm nì ca. Ở Hàn Quốc có một cái môn rồi thời xưa rồi, thì hai người thì đứng ở trên cát á, thì nắm lấy cái lưng quần của nhau và sau đó dùng chân đạp đổ đối phương trên đất. Thì cái môn này gọi là gì? Môn giống như là gọi là đấu vật đúng không các bạn? Này đấu vật gọi là serum đúng không? Serum imita, serum. Câu hỏi tiếp theo. Kinh hồn sĩ kế cải tệ chúc khá hà nâng tư sư nê nà thà nê kì vì hè nê nâng tô nì nà miêng phù mử mùa xin nì cá. Chúng ta sẽ đi câu tiếp theo. Đây là khi mà đi đến cái thôn á, thì để chúc mừng để đưa cái tiền chúc mừng á, tiền hay là cái một cái lễ vật gì đó, thì gọi cái đó gọi là gì? Nó gọi là chúc ươi cơm mềm người ta. Chúc ươi cơm mềm người ta. Nếu mà đi tang lễ thì sao? Gọi là cho ươi cơm nha các bạn. Cho ươi cơm. Cho ươi cơm mềm người ta. Câu hỏi tiếp theo. Cảm kia khẩn lý miền biên quân ế các tà cả mỗi bác tà sớ giác cố kê khẩm nì cả. Khi mà bị cảm, bị mắc cảm thì chúng ta đi đến bệnh viện
và chúng ta sẽ nhận được cái gì? Thì đó là gọi là gọi là gì ạ? Đơn thuốc đúng không? Đơn đơn chữa bệnh, đơn bệnh đúng không? Đơn nói về để mình ra mình lấy thuốc, sơ băng chân, đơn thuốc. Rồi, tiếp tục câu số 11. Nam hành qua bốc hà ni chân giang ấy ẩn che im ni cá. Nam Hàn và Bắc Hàn á, chiến tranh diễn ra khi nào? Ẩn che, đó là ngày 20, 20 mấy các bạn? 25, 25 tháng 6 năm 1950. Chân Quebec Oxip nhân UI Oxip Isip Oin Imita. Câu số tiếp theo. Công chân hành chế phân ở vì hai ở hành xa cơ nế tê hề xe bơ nế xin phân ơn bà tê su ít tổ đốc hành chế tổ rế mùa si đa cô hàm nì cá để mà phán quyết một cách công bằng, công chính á. Thì một vụ kiện, một vụ như vậy thì xử 3 lần. Thì đây là một cái chế độ xử phạt gọi là chế độ gì? Đó là C là mấy? C là Sam đúng không? Sam xin che tôi người ta. Sam xin che tôi người ta. Câu hỏi rất là dễ. Tiếp tục. Cung mê ni kì quân quân ế bố chăng bác kì vì hè quốc ca ế chê phà nì nà chăng quân tương ế Yokuri han su ít nên quản lý nên mùa sinh ni cá. Cái quyền căn bản của người dân để bảo vệ cái quyền căn bản cái người dân thì quốc gia là quốc gia, Japan là phán xử theo cái yêu cầu, chân won yuku là yêu cầu, có thể yêu cầu cái quyền lợi này, phán xử vân vân, thì cái đó gọi là quyền yêu cầu đúng không? Quyền yêu cầu, đây là một cái quyền cơ bản của người dân, đó gọi là chân gu quan niệm này ta. Chân gu quan niệm này ta, những yêu cầu mình có thể yêu cầu. Sân cơ ha rơ cải tế mùa sinh cà chì cô kaya hâm nì cá. Khi bạn đi bầu cử thì bạn nên mang theo gì? Thì mình mang theo cái chứng minh đúng không? Chứng minh thư. Thì đó thì chúng ta sẽ trả lời đó là chứ minh tương lúc chứng nghiệm nì ta. Chứ minh tương lúc chứng nghiệm nì ta. Câu tiếp theo. Uri na đài so khả trang nam chô kế cha ra hành sơ mình mùa sinh nì cá. Đất nước chúng ta cái đảo nào mà nằm phía nam tận cùng phía nam thì cái đảo này tên là gì? Ở đây Hàn Quốc đây đảo Jeju, đây thì ở dưới Jeju cuối cùng cái đảo này gọi là đảo gì? Đảo này gọi là Marato nha các bạn. Marato người ta. Marato. Cảm ơn các bạn đã học xong bài số 6. Chúc các bạn cứ học và tốt và thi cho có kết quả. Chào và hẹn gặp lại các bạn.